Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, hội hữu nghị Việt Lào thành phố phối hợp với Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân các quận và các trường đại học cao đẳng phát động chương trình homestay ở nhà dân cho sinh viên Lào đang theo học tại Đà Nẵng. Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 148 sinh viên Lào sẽ về ở nhà dân tại 5 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Chùa Tam Bảo, thành phố Đà Nẵng trong thời gian 2 tuần, từ ngày 26 tháng 11 năm 2023 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023. Sau giờ học ở trường, các sinh viên này còn được tham gia hoạt động xã hội tại các trung tâm xã hội và trường học tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Lào Hồ Kiện Minh mong rằng thông qua thời gian ở homestay, các sinh viên Lào sẽ có nhiều cơ hội trao dồi ngôn ngữ tiếng Việt cũng như tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán và lối sống thường ngày của người Việt, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Lào nói chung, giữa nhân dân Đà Nẵng với nhân dân các địa phương của Lào nói riêng. Dịp này, các quận cũng hỗ trợ 1 triệu đồng trên một em tham gia chương trình.